Mến chào các bạn, mình là con nhà mưa ước một. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay trong video này xin mời các bạn theo chân mình tham quan và giám sát nhà phố mà bên đơn vị mình trực tiếp tư vấn thiết kế thi công chọn gói cho khách hàng. Và cái giai đoạn mà mình đang thực hiện của ngày hôm nay đó chính là đổ bê tông sàn lầu 1. Như các bạn đang quan sát thì cái phần dán khuôn và cốt pha sàn và cầu thang cũng đã được thực hiện xong các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi lên trên là cái phần mà cốt thép dầm sàn và phần sàn cũng đã được chuẩn bị xong các bạn. Cái điểm đặc biệt của cái mẫu nhà này trong quá trình thi công đó chính là nhà phố liền kề các bạn, do đó là hai cái mặt bên trái và bên phải nó đều giáp với nhà. Kèm theo đó là cái mặt trước và cái mặt sau là hai cái đường hẻm rất là nhỏ. Đây chính là những cái điểm chung và những cái xây dựng những cái mẫu nhà mà phố ở khu dân cư thì cái điều kiện thi công nó cũng rất là khó khăn và chật hẹp. Cái phần cốt thép sàn thì được bên mình thiết kế là hai lớp nha các bạn, một lớp sắt dĩ và một lớp sắt mũ. Tuy nhiên cái lớp sắt mũ này không có cắt theo phản hiệp mà được trải dài qua từ cái phía bên trái và phía bên phải luôn nha các bạn. Người ta gọi đó chính là thép sàn hai lớp. Cái công tác mà phần cốt thép sàn này cũng đã chuẩn bị xong và bây giờ chuẩn bị tới cái phần mà đổ bê tông. Với những cái tấm sàn thì cái phần rất quan trọng đó chính là về cái phần các cấu tạo của cốt thép, kèm theo đó là cần phải đảm bảo về cái độ dày của cái lớp bê tông bảo vệ. Và những cái anh thợ cũng đang tiến hành kiểm tra về cái kê thép để đảm bảo cái lớp bê tông bảo vệ. Hiện nay thì cái phần cái xe bê tông thì nó cũng đã đến và đậu ở phía trước con hẻm của cái nhà này rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt đầu vào đổ bê tông. Và trong cái video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người thêm một cái phần cái nội dung nữa ngoài cái tiến độ thi công của cái công trình. Thì với những cái mẫu nhà phố như thế này thì mình tiến hành là chọn cái phương án là bê tông tươi thương phẩm hay là bê tông trộn thủ công thì nó sẽ là tốt các bạn. Với đơn vị mình tư vấn với thiết kế thì bao giờ cũng đưa ra cái phương án là sẽ chọn cái bê tông thương phẩm. Vì cái lợi ích và bê tông thương phẩm mang lại là thi công rất là nhanh và rất là dễ kiểm soát về cái phần cái chất lượng bê tông, do bên cung cấp bê tông người ta đảm bảo cái chất lượng cho mình. Kèm theo đó là quá trình đổ bê tông nó rất là nhanh, rất là ít tốn nhân công, và thi công thì nó rất là gọn gàng nhanh chóng. Đó chính là những cái ưu điểm mà bê tông thương phẩm mang lại. Hiện nay thì như các bạn đang quan sát thì cái quá trình đổ bê tông nó cũng đang diễn ra các bạn, và những cái anh thợ cũng đang tiến hành đầm dùi và cào bê tông cho nó đúng cái chiều dày của lớp bê tông sàn mà bên đơn vị thiết kế đã đề ra. Có thể nói là cái không khí làm việc của mỗi người nó rất là sôi động, rất là hăng hái. Về cái phần cái thời gian mà để đổ một cái tấm sàn với cái chiều rộng mặt tiền là 3,6m và cái chiều sâu là 11m, là tổng cái khối lượng bê tông là nó khoảng 6 khối, thì cái thời gian đổ hoàn chỉnh thì nó dao động khoảng từ 2 tiếng các bạn. Hiện nay nhắc về bê tông thương phẩm hay còn có một cái tên gọi khác đó chính là bê tông tươi thì nó không còn xa lạ gì với nhà thầu, cũng giống như là bà con mình từng xây dựng nhà thì mình cũng hiểu biết về cái phần chất lượng mà cái bê tông thương phẩm mang lại. Và mình cũng khuyên mọi người mình có cái điều kiện và cái mặt bằng thi công của mình có thì mình nên chọn cái bê tông thương phẩm thì nó sẽ rất là tốt và chất lượng của nó rất là cao. Trừ những cái trường hợp mà cái điều kiện thi công của mình nó không thể đáp ứng được thì mình mới chọn cái phương án là trộn bê tông thủ công. Như các bạn đang quan sát là cũng mới trải qua cái thời gian khoảng 1 tiếng mà cái phần bê tông này nó cũng đã được hoàn chỉnh, cái tấm sàn này phân nửa rồi phải không các bạn, có thể nói rất là nhanh chóng. Và cái phần mà thú vị nhất của bê tông tươi này là nó có thể luồn lắp với những cái con hẻm rất là nhỏ cũng vẫn đổ được các bạn, với cái hình thức là bơm ống như thế này. Với những nhà phố khoảng chừng 2-3 tầng đều có thể thực hiện cái phương án bê tông tươi với cái hình thức là bơm ống như thế này.
Và ngày hôm nay thì mình có dịp giám sát thi công cái phần đổ bê tông của cái sàn lầu này, và mình cũng chia sẻ đến mọi người. Kèm theo đó là cũng cập nhật cái tiến độ thi công của cái mẫu nhà phố 2 tầng của anh Bình ở phường 2, thành phố Vĩnh Long. Và đơn vị mình tư vấn thiết kế xây dựng chọn gói cái mẫu nhà này cho anh. Với những cái mẫu nhà phố và cái mẫu nhà gác đựng thì cầu thang cũng được xem như là một cái cấu kiện rất đặc biệt bên trong công trình. Và trong quá trình thi công cái sàn lầu thì mình cũng cần nên kết hợp với thi công đua cái phần cầu thang, vì giúp cho cái phần mà đi lại nó được thuận lợi hơn. Kèm theo đó là giúp cho cái cầu thang và cái tấm sàn này nó liền khối với nhau, đảm bảo về cái phần cái chất lượng cho cái cầu thang. Và bên đơn vị mình cũng đổ trực tiếp cái sàn và cái cầu thang đó liên tục luôn. Đây cũng chính là một cái phần rất là quan trọng mà mình lưu ý đến bà con mình trong quá trình xây dựng cái nhà phố, mình cần lưu ý. Và thông qua video này mình cũng chia sẻ đến mọi người, hiện nay cái giá bê tông thương phẩm với mát 200 nó dao động từ 1,2 triệu trở lên các bạn. Vì sao nó có một sự dao động, nó còn tùy thuộc vào cái điều kiện mà mình thi công nữa, cái mặt bằng mình thi công và cái độ xa của cái đường ống nữa, và cái mát của bê tông nữa. Chính vì vậy mà cái giá thành nó sẽ dao động, nhưng mà thấp nhất hiện nay trên thị trường là 1,2 triệu một mét khối bê tông mát 200. Với những cái nhà phố một trệt một lầu thì thời gian thi công tối thiểu của nó và bên đơn vị mình nhận đó chính là 3 tháng các bạn. Sau khi có dịp mà theo chân mình đi giám sát thi công công trình đó thì cảm giác của mọi người như thế nào? Rất là vui phải không các bạn? Có thể nói là cái không khí làm việc của những cái anh em thợ thì nó rất là sôi nổi và rất là vui vẻ. Có thể nói là cái không khí nó rất là sôi động luôn. Kèm theo đó là mọi người thì cũng rất là hòa đồng với nhau, tạo nên những cái tiếng cười để so tan đi cái sự mệt mỏi. Thế là một buổi đi giám sát công trình tới đây là xin kết thúc nha các bạn. Mình vừa cùng các bạn trải qua một cái buổi làm việc của mình. Đây cũng chính là cái công việc hàng ngày của mình, đi giám sát công trình và cái giám sát cái tiến độ thi công của một cái mẫu nhà phố. Và video của mình chia sẻ đến mọi người cái công việc thường ngày của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Và các bạn đang quan sát đó chính là cái phối cảnh 3D của cái nhà phố này các bạn. Và các bạn hãy chờ xem cái mẫu nhà này bên đơn vị mình thi công nó hoàn chỉnh với cái phần phối cảnh 3D này như thế nào, trông nó đẹp hay không. Và mời mọi người đón xem cái video clip tiếp theo nhé. Và hiện nay bên đơn vị mình cũng đang tiến hành nhận thi công chọn gói ở khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau. Nếu mọi người có quan tâm thì có thể để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người.